phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh, chúng ta ổn định chỗ ngồi, hạn chế di chuyển để buổi hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm được thành công tốt đẹp. Đông kia ngàn năm mãi không lưu truyền.
Thank you.
xin cảm ơn một tiết mục hết sức.